Mình đường tử vi mến chào các bạn, chúc các bạn bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Hôm nay, Minh đường tử vi sẽ chia sẻ với các bạn về tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022 chi tiết chính xác nhất. Hy vọng với những thông tin hữu ích chúng tôi cung cấp sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. đầu tiên mà các bạn muốn xem từ vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này đối với ba tuổi Tý chùa chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang có được báo hiệu bạn trải qua một tuần gặp khá nhiều điều kiện thuận lợi và tuần mới này đối với những bạn tuổi Tý đã bắt đầu quay trở lại với chuồng quay của công việc quen thuộc và không gặp phải nhiều khó khăn trở ngại thậm chí trong tuần đang có được chính ấn và thiên ấn chiếu mệnh xuôi đường chỉ lối giúp cho bạn có được cơ hội để khẳng định giá trị của bản thân mình về phương diện tài lộc của bạn tuổi tý trong tuần mới này cũng đang có được báo hiệu sẽ khởi sắc vào thời điểm cuối tuần khi mà tất cả mọi người đều đã tìm lại nhịp sống thường ngày đối với những bạn kinh doanh buôn bán có thể sẽ gặt hái được nhiều thuận lợi thành công qua các mối hợp tác làm ăn khách hàng quen thuộc của mình trong tuần mới này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp được sao dịch mạ chiếu mệnh. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai của bạn sẽ có được kết quả rực rỡ bấy nhiêu và ai rồi cũng sẽ nhận được những thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tuy nhiên, về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý trong tuần mới này lại đang có điểm báo chưa có được những dấu hiệu cải thiện đáng kể, nhất là đối với những ai đang còn độc thân. Thời điểm hiện tại không có nhiều cơ hội để cho bạn gặp gỡ, giao lưu, tụ tập với bạn bè, người thân, cho dù bạn có mở lòng cũng khó gặp được người phù hợp với mình. từ vi tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là thời điểm đầu tuần, nguồn tài lộc của bạn tuổi Sửu đang có được những dấu hiệu tăng tín do thiên tài chiếu mệnh đưa tới. Có thể với bạn tuổi Sửu trong tuần mới này sẽ có được khoản tiền thưởng hoặc là tiền mừng tuổi từ cấp trên, đồng nghiệp, bạn bè dành cho mình. Khoản tiền đó tuy là nhỏ thôi nhưng nó có tác dụng thúc đẩy về mặt tinh thần để cho bạn làm việc hợp tác tích cực hơn nữa. Về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi sửu trong tuần mới này, phương diện sự nghiệp của bạn tương đối là thuận lợi vào thời điểm đầu tuần, nhưng đến cuối tuần bạn cần phải chú ý tới sự tác động của kiếp tài và tỵ kim gây rối khi trao đổi, thảo luận các vấn đề với đồng nghiệp với bạn tuổi Sửu, bạn cần phải hết sức bình tĩnh, tỉnh táo, tránh nội nóng gây ra các cuộc tranh cãi không đáng có vào đầu năm mới nhé và trong tuần mới này đối với bà tuổi sửu cũng đang gặp sao thái dương chiếu mệnh cho thấy đối với chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân có được nhân duyên khá tốt đặc biệt là ở thời điểm đầu tuần các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa nếu như bạn chịu mở rộng lòng mình hơn với mọi người thì rất có thể sẽ tìm được một người phù hợp hoặc là cơ hội gặp được quý nhân bạn chớ nên trần trừ do dự quá lâu bởi cơ hội sẽ chẳng có chờ đợi ai cả và trong tuần mới này với bạn tuổi Sửu á, đối với những bạn đã lập gia đình rồi, nếu đầu tuần là khoảng thời gian khá yên bình với bạn thì đến cuối tuần sẽ có một vài vấn đề mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện, hai người cần phải dành nhiều thời gian để trao đổi, bàn luận với nhau nhiều hơn, tránh mọi việc uh, diễn ra không theo ý của mình. tử vi tuần mới của bạn tuổi dần từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là dù bước sang tuần thứ hai của năm nhâm dần với bạn tuổi dần đã đi làm nhưng về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi dần đang có những tác động tốt xấu đan xiên. Đầu tuần dưới tác động của kiếp tài và tỷ kim gây rối làm cho bạn cần phải hạn chế bản tính độc đoán thích làm theo ý cá nhân của mình để cho mọi việc được trôi chảy suôn sẻ hơn. Và cuối tuần là lúc với bạn tuổi dần khẳng định điểm mạnh của mình với cấp trên và đồng nghiệp nữa nhé. Còn về chuyện làm ăn buôn bán của bạn tuổi dần trong tuần mới này đang có nhiều biến động do những yếu tố khách quan và chủ quan đưa tới với bạn tuổi dần chưa thể bắt đầu vào gồm quay như khoảng thời gian trước đó. Cuối tuần sẽ có một vài đang có được cát tinh trợ mệnh sẽ có được cơ hội phát tài nhờ vào vận may dưới sự tác động của thiên tài đưa tới. Bên cạnh đó, trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi dần cũng đang gặp sao thái tuế chiếu mệnh và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên cẩn thận hơn trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần ra khỏi nhà, trước khi rời nhà, bạn nên có cách ăn mặc và bảo vệ bản thân mình sao cho phù hợp, nên điều khẩu trang, đồng thời đi theo hướng xuất hành tốt và giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn, giảm bớt những ảnh hưởng xấu đến bản thân mình xem tử vi cũng chỉ ra rằng trong tuần mới này với bạn tuổi dần cái chuyện tình cảm của bạn cũng đang có được những dấu hiệu khởi sắc vào khoảng thời gian cuối tuần sau một vài khúc mắc thì hai người đã dần hiểu nhau hơn bao dung cho nhau thấu hiểu và sẽ giúp cho hai người vượt qua được nhiều khó khăn hiện tại và những trắc trở trong tương lai nữa Từ vi tuần mới của bạn tuổi Mão từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang có điểm báo sẽ có một số hiểu lầm trong chuyện tình cảm xảy đến với các cặp đôi trong tuần mới này, đặc biệt là ở thời điểm đầu tuần khiến cho hai bạn hiểu lầm nhau tuy nhiên nếu như đôi bên chịu bình tĩnh để tâm sự chịu đặt mình vào vị trí của đối phương thì sau đó mọi vấn đề đều có thể giải quyết được một cách nhẹ nhàng trong tuần mới này với bà tuổi mão cũng đang chịu tác động của sao bách việt chiếu mệnh chủ về đào hoa cho thấy với bà tuổi mão đang có được những nét hấp dẫn riêng biệt bạn còn là người giỏi ăn nói tuy nhiên không phải vì thế mà bạn trở nên dễ dãi chấp nhận tất cả mọi người đang có ý định tiếp cận với mình còn đối với những bạn đang còn độc thân á phải tin tưởng thì mới nhận ra ai là người thật sự chân thành đến với mình nhé còn về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi mão trong tuần mới này những ngày đi làm đầu tiên của tuần thứ hai trong năm nhâm dần đem lại cho bạn mệnh có được nhiều sự may mắn dưới sự nâng đỡ của chính ấn và thiên ấn chiếu mệnh đối với những bạn đang làm lãnh đạo sẽ có thể nhận được sự nể phục của cấp dưới trong khi đó những người làm công ăn lương cũng có thể sẽ tìm được cơ hội làm vừa lòng cấp trên nữa còn về tình hình tài chính của bạn tuổi mão trong tuần mới này lại không có nhiều dấu hiệu chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Mọi việc đều đang diễn ra ở mức khởi động cho nên bạn mạnh cũng chớ có nên vội vàng hay là trông đợi thuận lợi sẽ đến với mình ngay lập tức. Bạn cần phải tiếp tục cố gắng trong khoảng thời gian không xa thì bạn sẽ gặt hái được kết quả như ý muốn mà thôi. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Thìn, từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang có điểm báo đối với những bạn làm công ăn lương, bạn đang có một tuần làm việc không được may mắn như kỳ vọng. Với bạn tuổi Thìn, hãy hạn chế bản tính nóng nảy của mình, dù không hài lòng với bạn bè, đồng nghiệp đi chăng nữa thì bạn cũng hãy nêu ý kiến nhẹ nhàng chớ nên nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có trong những ngày đầu năm mới như thế này nhé. Lại thêm, trong vận trình tuần mới này đối với bà tuổi Thìn cũng đang gặp sao thiên cậu chiếu mệnh. Chỉ ra rằng, dù bạn có gặp phải nhiều khó khăn, rắc rối, thì bạn mệnh cũng chớ có nên có những suy nghĩ bi quan hoặc là cố gắng sức để rơi vào tình trạng lao lực. Bạn cần phải cân bằng về cảm xúc của mình, cũng như là cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống cũng không nên ôm hết việc vào mình nữa. Tuy nhiên, trong vận trình tuần mới này với bà tuổi Thìn, đối với những bạn làm ăn tự do, kinh doanh buôn bán, thì đây lại là một tuần cực kỳ là vượng tài, vượng lộc. Với bạn tuổi Thìn, có thể sẽ nhận được lời lãi từ những khoản đầu tư trước đó, và đây là tín hiệu tích cực cho một năm nhâm dần, báo hiệu một năm được xuân sĩa, khắc phục được những khó khăn đang còn tồn tại và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi thìn trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn đang có điểm báo lên xuống thất thường và phần lớn là phụ thuộc vào cách ứng xử của bạn với nửa kia hoặc là với mọi người xung quanh. Mỗi khi có những bất đồng xuất hiện, bạn tuổi thìn là bạn chớ có đẩy mọi việc đi quá xa, hãy trao đổi với đối phương bằng thái độ ôn hòa nhất có thể nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Tỵ từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang có điểm báo con đường tình duyên của bạn đang có những dấu hiệu ảm đạm trong tuần này. Đối với những bạn đang còn độc thân, vận sống trong thế giới riêng của mình, không muốn mở lòng với bất cứ ai, cho dù người chủ động tiếp cận bạn đi chăng nữa, bạn vẫn chọn cách làm ngơ đi thôi nhé. Trong khi đó, đối với những bạn đã lập gia đình rồi, thì thường rơi vào cảnh vợ chồng xa cách, xô đôi bên ít tâm sự, thường giấu đi mọi chuyện ở trong lòng. Nếu như bạn vẫn còn quý trọng gia đình đang có của mình, thì bạn cần phải nhanh chóng tìm cách để cải thiện tình trạng hiện tại, không nên để mặc mọi chuyện, đi đến đâu thì đến như vậy. Trong tuần mới này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được sao thiên đức và thực thần chiếu mệnh, cái điều này sẽ mang đến cho bạn có được một vài cơ hội làm ăn vào khoảng thời gian đầu tuần với bạn tuổi tỵ có thể sẽ thu hồi được một khoản lời lại kha khá, khá bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua tuy nhiên vì cơ hội không có nhiều cho nên bạn tuổi tỵ cần phải nhanh chóng và mạnh dạn để bắt tay vào làm ngay hãy tin tưởng hơn vào tiềm năng hơn vào bản thân mình nữa nhé trên phương diện sự nghiệp của bạn tuổi tỵ trong tuần mới này ạ bạn lại nhanh chóng tìm được cơ hội để khẳng định tài năng của bản thân mình khi đang có được thiên ấn và chính ấn trợ giúp. Trong khi mọi người xung quanh vẫn đang quản vướng không ít không khí Tết thì bạn đã nhanh chóng tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ và gặt hái được thành công bước đầu cho mình nữa rồi. từ vi tuần mới của bạn tuổi ngọ từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022 bước sang tuần thứ hai của năm nhâm dần này với bà tuổi ngọ dù là đi làm rồi nhưng bạn tuổi ngọ khá chi là may mắn tâm trạng lạc quan cởi mở giúp cho bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè đồng nghiệp nhờ tinh thần đoàn kết mà công việc nào với bạn tuổi ngọ cũng có thể hoàn thành được một cách nhanh chóng nữa chỉ tiết rằng về tình hình tài chính của bản mệnh tuổi ngọ trong tuần mới này chưa có nhiều dấu hiệu tăng tín rõ rệt trong khoảng thời gian này thực thần chiếu mệnh mang lại một khoản tiền nhô nhỏ đối với những bạn làm nghề tự do kinh doanh buôn bán Xong, khoản tiền đó không đem lại những tác động quá lớn cho bạn vì vậy với bạn tuổi ngọ cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa trong khoảng thời gian tiếp theo nhé và trong tuần mới này với bạn tuổi ngọ lại đang chịu tác động của sao bạch hộ chiếu mệnh làm cho bạn lại đang có điểm báo cần phải quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn và những người thân yêu của mình. Bạn cần phải tập trung, chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể của mình để đẩy lùi bệnh tật. Cái chuyện tình cảm của bạn tuổi ngọ trong tuần mới này cũng đang có lắm nỗi buồn lứa đôi thường xuyên mâu thuẫn có thể chỉ vì những vấn đề rất nhỏ nhặt và cả hai quá cứng đầu, không ai chịu nhún nhường ai, không ai muốn xuống nước trước khiến cho mọi chuyện dễ lâm vào bế tắc nữa. Từ vi tuần mới của bạn túi mùi, từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022, Xem vận trình tuần mới này với ba tuổi mùi cho chúng ta thấy là cái chuyện tình cảm của bạn tuổi mùi đang có được báo hiệu bạn có những dấu hiệu đáng mừng vào thời điểm đầu tuần nhưng đến cuối tuần thì rất có thể sẽ phát sinh một vài rắc rối cho dù những bạn đang còn độc thân hay là những người đã có gia đình rồi đều cần phải giữ khoảng cách thích hợp với những người khác phái chứ có để mình vướng vào những mối quan hệ phức tạp khó lường trước được nhé và trong tuần mới này với ba tuổi mùi lại đang gặp kiếp tài và tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy dù là tuần thứ hai đi làm với bạn nhưng không được thuận lợi cho lắm. Với bạn tuổi mùi có thể sẽ phải nhận lấy sự gièm pha của bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Bạn cần phải giữ vững quan điểm, lập trường của mình, đồng thời tập trung vào giải quyết tốt, nhiệm vụ được giao phó, cố gắng bỏ ngoài tai những lời thị phi nữa trong tuần mới này với ba tuổi mùi cũng đang gặp được sao cát tinh chiếu mệnh mang lại cho bạn có được nhiều may mắn và nếu như bạn đang còn trẻ tuổi bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân mình thách thức hoàn cảnh luôn ở trong tư thế sẵn sàng chờ đón những cơ hội tốt sẽ tới với mình trong khoảng thời gian sắp tới còn về phương diện tài lộc của bà tuổi mùi trong tuần mới này lại đang có được những dấu hiệu khả quan vào thời điểm đầu tuần với bà tuổi mùi có thể sẽ nhận được tiền thưởng tiền mừng tuổi từ cấp trên hoặc là bạn bè đồng nghiệp đối với những bạn làm ăn kinh doanh buôn bán bạn dần có được những mối hàng có triển vọng có khả năng mở rộng về đầu tư kinh doanh đem lại nhiều lợi lại cho bạn trong tương lai nhé Từ vi tuần mới của bạn tuổi thân, từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022. Với bạn tuổi thân, bước sang tuần thứ hai đi làm của năm nhâm dần, bạn tuổi thân đang có được những điều kiện tiếp xúc với nhiều cơ hội làm ăn có triển vọng. Thiên tài và thực thần chiếu mệnh mang tới cho bạn có được nhiều hy vọng hơn, đặc biệt là đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, làm chủ cửa hàng. Nếu như bạn nhanh chóng nắm bắt cơ hội, bạn có thể ngay lập tức thu lại được những khoản tiền lời lại rất đáng ngưỡng mộ nữa luôn. Xong, về phương diện chi tiêu của bạn tuổi thân trong tuần mới này, lại đang gặp đại hao là hung tinh chiếu mệnh và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần phải có cách chi tiêu sao cho hợp lý, không nên thích gì là mua nấy, tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm tới đồng tiền của mình. Với bạn tuổi thân, bạn không nên vung tiền để cho bằng được người này, người khác mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai của mình, phòng bất trắc có thể xảy ra. Về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi thân trong tuần mới này, sự nghiệp của bạn vẫn đang tiến triển tương đối là bình ổn mới bước qua kỳ nghỉ Tết. Với bạn tuổi thân, có thể vẫn đang còn dấu hiệu lơ là, thiếu đi sự tập trung và bạn đừng có để cho nó trở thành nguyên nhân khiến cho bạn mắc phải những lỗi sai lầm không đáng có, đánh mất đi sự tự tin, sự tin tưởng của cấp trên nữa nhé còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong tuần mới này cái chuyện tình cảm của bạn lại đang có nhiều dấu hiệu đáng mừng đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân bạn có thể thể hiện được sức hút của riêng mình vì thế mà dù không có nhiều cơ hội gặp gỡ giao lưu với người khác đi chăng nữa thì bạn vẫn có thể nhận được những lời mời quen thuộc kết bạn với nhiều người nữa nhé từ vi tuần mới của bạn tuổi dậu từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi dậu bước sang tuần thứ hai đi làm của năm nhâm dần đang có được báo hiệu cực kỳ là may mắn trên phương diện tình duyên dư âm của Tết vẫn còn, gia đình bạn dù duy trì bầu không khí ấm áp và hòa thuận, các thành viên luôn quan tâm đến nhau và sẵn sàng tâm sự, chia sẻ mọi chuyện với nhau nữa rồi. Chỉ đáng tiếc là về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi dậu trong tuần mới này lại không có được sự tiến triển thuận lợi như vậy. Bạn mệnh tuổi dậu thường xuyên kiêu ngạo cho mình là người đúng nhất cho nên sẵn sàng mau thuận với tất cả đồng nghiệp và cấp trên nữa. Với bạn tuổi Dậu cần phải khiêm tốn hơn trong công việc, có như vậy thì bạn mới có thể tiến bộ hơn được. Quan về phương diện tài chính của bạn tuổi Dậu trong tuần mới này lại đang có được nhiều dấu hiệu phát triển theo chiều hướng tích cực, đặc biệt là ở thời điểm giữa tuần. Với bạn tuổi Dậu có thể sẽ tìm ra được cơ hội hoặc là được người giới thiệu cho những mối làm ăn có triển vọng, bạn cần phải biết nắm bắt lấy cơ hội thuộc về mình nhưng vẫn cần cẩn thận trước khi đưa ra quyết định nữa. Trong tuần mới này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp tiểu hao là hung tinh chiếu mệnh và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn làm việc gì cũng cần phải cố chừng mực nhất là đối với chuyện chi tiêu trong khoảng thời gian vừa ra sau Tết này nếu không dù có dư giả dạ đến đâu đi chăng nữa bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại lại không được là bao nhiêu từ vi tuần mới của bạn tuổi tuất từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022 với bạn tử tuất bước sang năm nhâm dần này dù là tuần thứ hai đi làm rồi nhưng với bạn cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần để đối diện với nhiều khó khăn xuất hiện trong công việc ngay từ những ngày đầu tuần đi làm thương quan và tỷ kim chiếu mệnh cho thấy ngoạn nguồn rắc rối của bạn có thể bắt nguồn từ bất cứ ai nhưng là cấp trên hoặc là đồng nghiệp gây ra là chủ yếu nhé Bên cạnh đó, trong tuần mới này với bạn tuổi tốt, đó, ngụ quỷ là hung tinh chiếu mệnh cũng cho thấy rất có thể có kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho sự nghiệp của bạn, khiến cho công việc của bạn rơi vào tình trạng trì trệ. Cùng với đó, bản mệnh tuổi tốt cũng cần phải quan tâm tới tình hình sức khỏe của bản thân mình trong tuần này, hạn chế suy nghĩ tiêu cực hoặc là ăn uống không điều độ tránh uống rượu bia chất kích thích vào trong người, kéo lại, làm cho cơ thể của mình càng thêm phần suy yếu. May mắn là về phương diện tài lộc của bạn tuổi tuất trong tuần mới này lại đang phát triển rất chi là tốt ở thời điểm đầu tuần. Với những mối đầu tư trước đó với bạn sẽ mang lại cho bạn có được những nguồn lợi khả quan bất ngờ. Điều đó cho thấy với bạn tuổi tuất có thể có được tầm nhìn xa với những quyết định bạn đưa ra là hoàn toàn đúng đắn trong khoảng thời gian này nữa rồi. Cái chuyện tình cảm của bạn tuổi tuất trong tuần mới này cũng không có nhiều biến động, một số mâu thuẫn, khúc mắc cũng có thể xảy ra giữa bạn và người ấy. Nhưng với người trẻ tuổi thì đây chính là cơ hội để cho hai người tìm hiểu về nhau nhiều hơn, đồng thời cùng học hỏi và tìm cách để hóa giải những mâu thuẫn xảy ra. từ vi tuần mới của bạn tuổi hỏi từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi hỏi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi hỏi đang nhờ có được sao thái âm chiếu mệnh cho nên nhân duyên của những bạn đang còn độc thân phát triển theo chiều hướng khá chi là tốt đẹp đặc biệt là ở thời điểm giữa tuần và đối với những bạn nữ sẽ tốt hơn với bà tuổi hỏi có thể sẽ có được những mối quan hệ với những người chân thành thẳng thắn thậm chí là nhận ra được ai là người luôn thầm lặng quan tâm chăm sóc cho mình nữa Tuy nhiên, trong tuần mới này, đối với những người đã lập gia đình rồi thì quan hệ giữa hai vợ chồng lại khá chi là ảm đạm. Có lẽ những áp lực của cuộc sống đã khiến cho hai người dần dành ít thời gian cho nhau để quan tâm tới nhau hơn. Tình cảm này cần được giải quyết càng nhanh chóng, càng sớm càng tốt, chứ có tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện trên chân vào mối quan hệ của hai người nhé. Về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi hỏi trong tuần mới này, bạn mạnh đang có được những dấu hiệu khởi sắc trong tuần. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp dưới, cấp trên đều được tốt đẹp, giúp cho công việc của bạn tiến triển được thuận lợi hơn. Dù có gặp phải những vướng mắc, khó khăn xung quanh bạn cũng không thiếu người giúp đỡ cho bạn nhé. Tình hình tài chính của bạn tuổi hợi trong tuần mới này cũng đang phát triển rực rỡ vào thời điểm cuối tuần. Thiên tài và thực thần chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy đối với những bạn làm nghề tự do, làm ăn kinh doanh buôn bán sẽ có được nhiều cơ hội để cải thiện về thu nhập cho mình. Quý nhân cũng có thể sẽ xuất hiện giới thiệu cho bạn những mối hợp tác làm ăn có triển vọng trong tương lai nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video đừng tít like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại